Ở đây hả? Bữa này anh làm cái gì? Nhân lưới hả? Cá phi hả? Sao không vác ghe luôn mà chị? Nãy thấy vác ghe tèo xuống. Bữa nào tôi nói được con ẩn cặp chứ. Cặp ngay gù cỏ. Ừ. Cặp. Còn cái gù ngay gù chuối thì còn con hỗ trợ nó bắt chưa được. Đọc không? Nhân lưới đọc không? Có chiếc ghe hết lần á. Nó gắn cái máy vô chạy luôn. Thôi rồi chào anh em luôn nha. Thì hồi nãy mấy chú cháu bắt cái dưới kia được con hổ dện, con hổ ha, con hổ sáp, con hổ ngựa nha anh em. Giờ lên cái khu này nè là cái khu bữa mình bắt được cặp hổ sáp. Còn còn cái gian hổ dện chà bá luôn. Chưa bắt được. Bữa nay mấy chú cháu mình đi quần coi. Rồi có không nha. Ở ngay chỗ này có rắn này sao bắt chú ơi. Cái nhà quen nè anh em, cái nhà quen này đợt đó mình đi à. Ông chú ông chỉ nói cái nhà này có con rắn hổ sáp bự lắm nè, nhưng mà mấy chú cháu mình đâu có biết đường vô đâu. Tiện bữa nay vô tình đi đường này vô cái thấy cái nhà này mới nhớ lại. Mà giờ hang nằm trong mé vậy có rắn sao bắt. Hang nè. Nói cái hang đi vô trong đó đó. Chà bá lửa luôn. Ôi. Mười. Vô đây cái mười. Vô đây cái ai? Thằng Đào hả? Vừa thấy nhìn vô cái mấy cái nhà mà quen có người ở tiện lạnh cái giò kỳ lắm anh em. Chứ vô mình xin rồi chứ. Xin trước mình mới vô sau. Ê, bữa đầu tên kia đâu có để cái nhà đâu. Có dấu không nè. Mình đi qua đi lại kể nào có người. Đúng rồi, đâu có để ý đâu. Thám thính trong đó kìa chú bảy. Mình dám đi vô không? Hả? Trước cửa cái nhà quan luôn. Cực kỳ nữa. Phải không? Nữa, lụm nữa. Cực kỳ nữa. Cực kỳ nữa là anh em ơi. Chim ngắt mới được. Lấy ra cục cho mình coi nè. Ờ thấy à, thấy à. Trời ơi. Chết chà nát. Nói rồi. Đó, anh em thấy dấu bóng chưa à? Còn nó bốc lỏng tống á. Trứng gì vậy? Đâu? Trứng nhà anh em. Bọc luôn. Bọc luôn. Ê, trứng gì đây? Trứng luôn rồi chú Bảy ơi. Nè anh em. Đó. Dễ trời trứng hổ sáp coi từ từ nha. Chưa có thấy rõ cái trứng. Nghe trời trứng hổ sáp coi. ra tướng hổ ngựa thì rồi xong. Tướng hổ sáp thì còn có tương lai. Dạ không có. Dạ con kiếm á, con ổ trứng luôn nè. Dạ. Rồi tướng hổ ngựa hay gì rồi. Ổ trứng luôn à. Dạ. Đâu dính luôn. Nhà đây có chú hả? Dạ. Tụi con đi đầu rắn. Sợ tụi con biến chuyển à. Tôi ra đi vô tôi đâu thấy heo cái gì đâu rồi. Dạ đây nè, đây có cái hang đây nè. Biết mới được chứ không biết nữa. Dạ. Tụi con cũng đào mấy trên hoài chứ gì. Nó hay lắm, có cái lỗ ở đây à. Trứng dữ vậy. Dạ. Ổ trứng chà bá lửa. Ổ trứng dài nhăn luôn. Đây bạn, đây mấy bữa có đào bên cái mé bên đây không? Dạ có. Dạ, có. Đào đây đây phải không? Dạ. Con bắt được rắn nào không? Dạ bắt được cặp. Bắt được cặp. Rắn gì vậy? Đây nè. Bữa con bắt được cặp hổ sáp. Trứng này chắc trứng hổ ngựa là chú bé. Con chắc cũng ký mấy á. Trời ơi cười đủ. Con chắc cũng ký mốt à. Đi tới đi lui hoài bỏ hãm có cái da rắn lột bự lắm. Da lột ngay chỗ cái đống cỏ. Trứng hổ ngựa. Giờ ra bờ cá mình nói tiếng gì? Con ngựa không dọn gì nhỏ xíu vậy. Tính con hổ hành đó. Gì hổ hành? Hổ hành sao mà nó hổ hành thường nó đẻ đâu có dính không? Hàng chặt là để dính đó. Trời coi đó mới thấy tướng hành ấy, là một chùm vậy nè anh em. Đẻ một trứng cưới ba con tôi thấy. Dạ vậy bên đó có chú luôn hả? Cái con rắn mà lột da là con rắn nó chưa bắt được. Bắt được chưa? Chưa. Nếu mà rắn nó chắc bắt được cũng cỡ bị lớn. Dạ đúng rồi. Bự. Khoảng ký mấy á. 3 sao mà sao bọn nó đi cặp hay sao mà sao tôi thấy hai cái 16 trứng chú bảy. Hai cái da nó lột kiềng hai bên vậy nè. Vậy một cặp luôn hả? Chắc tôi định một cặp mà không lẽ một cặp nó lột một lượt vậy hả? Dạ cũng hên xui. Cũng có khi là nó lột một lượt. Dạ hả? Dạ. Tôi thấy biết sao tại vì tôi tưởng đâu một cái rồi. Mà tôi thấy tôi nhìn nó. Ủa vậy trứng hổ hành hả ta? Trứng hổ hành. Thì vậy. Tên mày khui ra thử nó biết. Hổ hành con chó. Bà bãi móc có nhắc ăn cánh ở đây thì chỗ nào ăn cạnh. Đâu đây? Qua đây. Mỗi con đào ngay cái gù cỏ hay gù cỏ đây. Dạ. Là con bắt được cặp đó đó. Dạ. Lại xuống mấy dưới con lọc da đó mà chưa. Còn xuống mấy dưới là cái lọc da là con đào ngay bụi chuối á là không có. Là con mới đi về dạ. Bữa nó trưa nắng nè. Ngày tướng hổ hành nha anh em. Mình đối tới quớt đây. Vô hai con sụp hai cái binh luôn mà không thấy nó trời. Hổ hành, tướng hổ hành coi chừng còn nằm 2.10 ha. Nè nắp trên đây sình không nè. Có tương lai nha anh em. Dạ con hổ hành này nó không có độc. Hổ hành không có độc chỉ có con hổ sáp. Tính cùng luôn phải không? Tính cùng rồi. Vậy là nó móc ra hàng chứ đâu đi hả? Không có con gần vui. Nó áp mà. Con hổ hành thì nó khả năng nắp nhiều hơn. Khả năng rửa đào tinh số cái gạo đó mấy ổ luôn chứ nó đâu. Mà bởi vì xung quanh đây nó đường đi nó ăn nó có nó ăn rồi tới nhiều con rồi nó về nhiều con nó đi vòng vòng nó vài bữa nó mới về. Mày tướng hổ sáp ngon hả chú bảy? Vừa ra tướng hổ hành. Dạ vòng khu đó. Có đây ở ngoài mấy cái bờ bự mấy cái gò giữa ruộng đó. Rồi nó có đây cùng luôn mới đau đó chứ. Đùm trứng luôn. Đùm trứng nên đi ra rồi ta. Ở đây rộng đường ăn quá anh đi. Anh ấp anh đói anh ra anh đi ăn thôi. Trời ơi. Thiệt tình. Cùng chú này hả? Dạ. Đi quần con sợ là nó vô đít nhà thôi. Vô hai cái quần binh luôn mà nó không. Chứ mà nó nằm ở ngoài chút xíu cũng bắt được à, sợ vô đít nhà thôi nè. Đít nhà bó tay. Đấy hai con binh cho nó để cho một bọc kín luôn. Mà không biết bọng lỏng ở trong nữa. Dạ. Nhà mà có đào sao không được cái chứ. Không. Quá trời. Ở trong đó là ở trong đó vô phương đào. Dạ. Bởi vậy không sợ nằm trong lỗ đó. Nổ ngọn quá trời. Nói cắt cỏ cũng chắc tháng rồi bên đây mà sao thấy mà sao ngày qua tôi dòm tôi. Ủa sao kỳ vậy? Tôi dòm dòm tôi nói ủa, bộ ai đầu chuột hay gì vậy? Đào hai cái hang nó một hai ba tiếng mấy hồ á. Nó lọt qua trên cái đám cỏ đây nè. Dạ đúng rồi. Đám cỏ trên này nè. Cái đám cỏ chú Mần chứ gì? Ờ đúng rồi, con thấy đó đó. Cắt tôi thấy. Trời ơi, cái da trắng bự ghê. Đúng rồi, da trắng con hỗ trợ nó ngoài 1 kg. Thì bữa nay con xuống con quần kiếm nó đó. Dạ. Chưa bắt được á. Chú dám ăn trứng đó không? Đó giờ đâu có ăn nó đâu. Ủa trứng này thì ăn được không chú vậy? Được, ăn thôi. Trứng rắn mà. Dạ chú ăn được không? Con cho chú về vô tổng luộc ăn. Nó biết nó có con chưa, nó chưa có con mà ngon lắm á, chưa có con ăn ngon lắm. Dạ. Ăn được bình thường. Ăn được bình thường như dạ đúng rồi, như hột gà lộn vậy đó. Nhưng mà cái trứng rắn này nè, ăn nó béo dữ lắm. Dạ ăn béo lắm. Cho ông đi ông ăn thử biết. Cho chú đó, chú ăn thử đi biết. 16 trứng. Dạ. Rồi, trúng mấy con hậu sáp bự để hầm mấy trứng luôn. Dạ. Hầm mấy trứng mà trứng nữ nó như gà tre vậy đó. Mà cái vỏ hoài nó mềm mập à, nó chứ không phải như con này. Con này vỏ hoài nó cứng, còn hậu sáp mềm mập à. Cho chú ăn thử thì mút ghiền luôn á. Không kêu tài á, mày kiếm cho tao ổ nữa. Không có đâu. Chứ lấy về tổng luộc ăn đi, béo lắm. Dạ. Đúng rồi. Rồi con đi thì con cũng gặp hoài. Dạ con ở tên Bình Tân á. Dạ. Vòng vòng cái đó. Dạ. Dạ. Thì con đi quay về nè là về con đăng lên. Dạ. Dạ dạ. Những chứ cô chú có tình hình hết á. Chú lấy vô tổng luộc ăn đi, luộc ăn thử đi. Béo lắm mà ăn một mình ăn không hết nó nổi đâu, ăn chừng 5 trứng là ngán rồi. Cái trứng này nó không có bằng cái trứng hổ sáp nữa, trứng hổ sáp ăn béo dữ trời nữa. Dạ dạ lấy hết đi chú. Lấy hết đi. Dạ lấy hết luôn. Ừ, lấy hết đi, con lấy làm gì đâu. Con về con cũng luộc ăn chứ đâu. Là anh đào á hả? Lâu rồi, đào phải mấy năm nay rồi. Đào còn giấu quá chừng luôn nè. Nè còn giấu nè. Đào cô dựng thử nó có luôn. Dạ đây nữa, đây cũng đào bái nhạy đây nè. Không phải đào theo không biết ngách là mất riêng. Nó không thấy con đắm chung vô cái hang nó vậy, đào mấy năm nay rồi. Đào cái phòng dưới đó. 2-3 năm nay rồi. Đâu? Tội đất ơi. Đất ơi. Vì đào gì vậy bác không được rắn. Ui đất ơi, đào cả anh em nè, anh em coi đào là bấy vậy luôn nè. Chứ dân tay ngang vô đâu biết đào được. Có một mình nói đó. Ôi ơi. Ôi da, ăn mượn luôn nè. Nè da rắn này chú. Da rắn này. Da con hổ ngựa. Dạ da hổ ngựa. Thôi giờ hổ ngựa. Hổ ngựa hổ sáp là phái ở nhà dữ lắm. Không được rồi. Đâu biết đường kiếm được. Mộng quá bọng. Bò vô à? Bò vô à đào. đào được ít gì đâu. Nó thấy nó đào bậy vậy chứ đúng ra nó cũng đâu có biết thủy gì đâu, đâu chuyên nghiệp. Dạ. Đào hang mà nhiều khi mấy cái hang đứng xuống vậy nè cái mất liền. Đào trên cái đất nó sẹt vô mất. Ôi đã cười đào bấy ngày cái nền nhà luôn, giữ thiệt chứ. Một mình cũng giữ lực dữ lắm mà. Nó năm nay nó cũng 30 cũng cỡ 30 tuổi một ông đó mà. Rồi để chú cháu mình đi ra ngoài kiếm nha anh em, ở đây con không hành này đi ra mất tiêu rồi. Chú lấy trứng đi, chú lấy trứng chú ăn đi. Dạ. Dạ ở nghĩa gì đâu chú ơi. Ăn đi, béo lắm, đã lắm. Để con đi kiếm cái con không hành này mới được. Dạ. Dạ chưa. Vậy là mình chúc mình đi xuống dưới cái đường này hả cô? Dạ. Dạ. Dạ dạ. Cái khu dưới để bữa mai bữa mốt dạ xuống đó. Mà bây giờ chú đi á con chỉ nè. Đây đi xuống có cái cầu xi măng mà qua khỏi nhà Tán Trắng đó là chú nhìn xuống có cái cầu xi măng á. Dạ. Thấy không? Rồi bắt đầu chú qua cái cầu đó xe chú chạy thẳng vô tới chỗ đó chú đậu rồi chú lại đó chú đào luôn à. À, dạ rồi con biết rồi. Dạ đi. Cũng ở khu quá vui lắm. Dạ dạ giờ để con đi xuống dưới kia. Xuống tới đó nữa. Con hũ dọn này canh trưa nắng, trưa nắng đi. Ôi đất ơi cái bồn bên gan. Sáng đào dưới kia con hũ dọn con không ngựa nằm hen nó cười thì chứ. Hàng này hàng cống nhum hay gì vậy? Trời ơi. Dạ. Dạ. Dặn ơi. Con dặn chú bảy dặn chú bảy. Sụp vô làm cái rột nữa. Gì vậy ta? Đâu. Con dặn anh em để quay cho anh em xem. Mình mới đi xuống đây đứng chú người đào ra sụp con dặn liền nó nằm nè. Rồi. Sụp luôn cái rột luôn không biết. Rồi nè đổ đây cờ thấy không nữa. Trời ơi. Cục đất rớt xuống cái máy cái. Nâu thiệt chứ. Ba cái đất này mềm đẩy cái. À. Ê. Ôi. Con vợ này cũng ngon nhá, nằm ba khúc luôn nè anh em. Đây con quay vô cái anh như vậy. Nằm ba khúc luôn, nó cuộn vô nằm ba khúc một lượt. À, nó sụp ngay chỗ này nè, trúng nó nè. Nè. Trời ơi. Ê con vịnh lột ông Bi. Lột cái gì? Lột nè. Ừ, chi. Đó. Nó trắng. Đó anh em, được con vịnh nữa. Quá đã. Ui da, ngày nay làm được hai con hổ vịnh rồi. Hai hổ vịnh với con hổ sáp rồi. Con này cũng trọng à, cũng ký. Trọng. Cái con vịnh đằng kia mình bỏ đằng kia cả anh em. Móc ra để xả trúng ngay chỗ nào. Thấy không? Lọt thấy không? Ê tạp rồi, đục mắt không chú ơi, con thấy lọi lột luôn cơ. Ôi nhầy luôn nè. Ê con vịnh này bự mà. Chứ chưa có lưng đỏ lòm luôn nữa nè. Chưa có lưng mới nhầy luôn kìa. Ui vậy ta. Cầm chú bảy cho chú Mười đào hết hàng ngày coi. Chứ chưa có lưng cái gì vậy đâu. Vịnh lột. Hiểu nữa. À, chơi vô lưng ngó hoài đó. Còn đi không? Nằm ngay vùng binh rồi. Thấy không? À, đi vô đây lọt cho nó luôn chú ơi. Đây nè con vịnh kia mình tông đây nè anh em. Ây da. Ôi vô. Ngày nay vô rồi. Tới chưa? Cái này lột ra hỏi chết tiêu luôn. Phải không? Cái này lột hỏi chết luôn. Chưa tới lột tại cái đầu quào cái dao vô tóc. Nè anh em. Thôi chưa tới. Đừng lộn á. Không được. Còn dính chịch hàng đó. Nè đây nè, mở đây chú Bảy, mở đây chú Mười. Con vịnh kia hồi sáng anh bắt đây nè anh em. Trời, con mắt còn xanh lè. Mắt còn xanh lè. Cho tuốt la da ấy tùm lum rồi nè. Ê, gì vậy? Vô gì nữa vậy? Xỉu à, chụp đầu đó. Chụp đó. Vậy đi. Ảnh làm ký. Vô giò bậy à. Canh chú Mười. Bật ra cho. Còn con hổ sáp nằm tổng nữa kìa. Nè, con vịnh sáng nè anh em. Bắt con này ra. Con này sáng hình cân hình như là 1,2 kg, quên. Để giờ cân lại cho anh em xem. 1,2 kg yếu. Mình bắt ra cái mình cân con này cho anh em xem coi. Mọi người ngày nay làm được cặp vịnh luôn anh em ơi. Quá may mắn rồi. Mình cân con này lại kìa, sáng cân này nhiêu cũng hình như 150 kg hay gì á. Không ta? Còn đó, ký 2, 1,2 kg 50. 1,2 kg đúng à. Hồi sáng 1,2 kg 50 đó. Sao giờ còn có 1,2 kg vậy? Thì sáng giờ xuống 50 ra mà. Đâu có. Hồi sáng mà cân cái bọc the. À. Đấy rồi, con này 1,1 kg. Hồi sáng mà cân cái bọc the. Bắt ra chúng mày. Con vịnh này hồi sáng nó bị ngay cái lưng nó có một cái ấy nè. Nó nè, trời nó muốn ngáo luôn rồi. Nắng à. Rồi đi nắng sáng giờ muốn ngáo luôn rồi. Lưng sáng con vịnh nó lưng bị chuột trắng. Rồi bỏ con này vô cân con này thử chú Bảy, con này lột anh em ơi. Lột rồi nè, con này không dám lột để nó chết tội nghiệp đó. Chú Mười sảy ngay trong này luôn nè, tóc nguyên một đám da luôn nè. Nè. Sới trên lưng nè. Sới nè. Rồi tay da nhỏ luôn chú Mười nè. Không sao á. Vô nước sôi hết tay à. Vô nước sôi với cái bột the, tại vì lý do không dám bỏ vô bột the anh em. Nó bị lủng, bột the bị lủng. Vô. Ê, táp à. Con gà này nó táp bập luôn á. Con này chắc nhỏ hơn con này hả chú Mười ha. Con này mới đã nè. Không cái ra. Không gai. Ê, ngón tay nữa. À, cũng dám cỡ lắm mà. Dạ không, bây giờ cho chú Bảy đón nữa đó. Còn cũng có thể dám cỡ lắm đó. Nhiều. Ừ? Nhiều. Ký mốt. Thấy vậy? Nghe chóc. Thấy không? Chuyện này ghê vậy. Nghe chóc. Ôi ơi. Nhẹ con này tầm ram. Nhẹ nó con nó tầm ram, cái nói chứ cái túi giải này không có nhiều anh em, túi giải này không được 50 gram nữa. Nửa ra lạng. Ừ. Rồi bỏ hai con chung luôn chứ sao vậy? Bỏ chung luôn. Bỏ chung luôn đi. Ôi vậy mà ngày nay mấy cháu mà làm được một cặp, còn chưa còn đi lên mé trên đó cờ. Nhưng mấy tên đi vô cái gù bữa ngay chỗ anh bắt cặp hấu sáp nữa. Vô rồi nghỉ mệt chút xíu, nghỉ mệt chút xíu đi tiếp nha anh em. Một cặp hổ dện luộc ăn chưa? Luộc ăn chưa? Cái đó nhâm di chừng dài lon bia hết lần luôn á. Con mới bắt được con hổ dện nè. Dạ ở đâu? À đằng đây nè, ký mốt. Lột. Lột hả? Dạ. Mới bữa lột. Bỏ trong túi đó. Đi từ sáng nhà được một túi đó. Cầm đại lên vậy đâu chú, con bỏ trong rồi. Không ngựa nữa. Này bắt dưới kia, ngựa này bắt dưới kia. Hai con hổ dện nhưng con sáp con ngựa. Mới sáng giờ rồi không hả? Dạ. Nãy con bỏ trong cái tép con chú đổ thấy. Ổ trứng hổ hành vậy mình đi đâu mất tiêu luôn rồi. Ổn ghê luôn. Theo gắn đó, theo gắn hổ hành đừng ký không? Nắng nó chắc cũng gần cả ký á. Trứng bự mà, trứng chà bá luôn mà. Rồi ngon quá, tốt rồi. Nguyên đám mì này về của nhà mình không hả? Không có, này của người ta. Dạ. Đào hết hang này chắc mấy chú cháu dột luôn em ơi. Sáng giờ. Hết gần hết hả? Mệt hả? 1 giờ rồi. 1 giờ là hả? Ừ. Trời đất ơi. Trời ơi, đi liếc mà không biết mấy giờ luôn nè. Trời ơi 1 giờ luôn rồi. Tại đi cố gắng không biết đói. Bữa nào đêm cố gắng đói dữ lắm. Sáng bán cái kia một hang nó nằm một con hổ dện, một con hổ ngựa. Dạ lên mé trên bắt được con hổ sáp. Rồi mới chạy anh đây quần được cái con hổ dện này chưa bắt được nữa. Hổ dện này khác, hổ dện này có ký mốt mà. Con kia lột cái giải chà bá luôn. Cái con tên đống cỏ cảnh nó lột hôm nay chắc cũng hơn tuần à. Phải rồi, nó lột chắc là khoảng 10 ngày có rồi. Hồi theo như tôi thấy cái da đó là hình như là chắc nó mới lột bữa trước à. Dạ. Hai cái da nó nằm song. Hai cái một lượt luôn. Hai cái mình thấy con cái à. Mình thấy con cái à. Bởi vì gom á. Dạ chắc vậy rồi. Cỏ hàng sau chứ hai cái nó nằm song vậy biết sao không? Tôi tưởng đâu một cái ai về đâu nó lột ra nó rút cái đầu ở đó. Dạ. Tôi vừa dòm nó tới nó nu lại hai ấy vậy tới 4 mắt lận. À vậy hai con luôn. Hai con luôn á. Một cặp luôn, ở đây hổ dện còn nhiều ghê chứ. Sao tôi thấy hình như hai con nó làm như một cỡ luôn à. Dạ. Tại con thấy được mà thường nếu mà con đực với con cái là con cái nó bự hơn con đực phải không? Cũng hên xui à. Có khi là hai con nó đều với nhau, còn có khi con lớn con nhỏ. Như thường mình thấy con bự là con cái à. Mình thí dụ vậy đó, thường bự là cái à. Con hổ dện này nó ấy không? Nó ăn nó ở hang vô tại sâu không? Mùi sâu vậy ba. Mày nó to. Đang đi vòng tùm lum gì kì vậy. Rồi kiến. Kiến không chú ngồi. Ngồi mà. Rồi đi lên đó đó. Đâm ngắt luôn. Hàng này có rắn cũng không bự. Hàng nhỏ xíu. Đi xung quanh toàn do cục đất rồi đó. Mì này bị vàng không? Phải không? Bị vàng không? Mì này hả? Trời ơi. Tán loạn hết luôn. Đuôi đâm. Gì? Con hổ hành. Con hổ hành. Hổ hành. Hổ hành nha anh em. Đào 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 tới xíu. Rồi mất tiêu rồi. Con chừng con có trổ lên không chú bảy? Trổ đâu á. Hổ hành. Thế lú đầu cái này, lú đầu cái này. Trời con hành thấy nản chứ trời. Từ từ chừng sắn chúng mình đó chú bảy. Trời đất, cương hổ hành thấy nản sầu luôn. Ơi được chứ. Được mày. Được được, con anh này 2-3 lạng à. Có đắng nữa. Còn bữa nay vô mánh này vô mánh chú bảy ơi. Bỏ đại đó luôn. Bỏ đại vô đó luôn. Chích cha mà con hành bỏ vô nó vùi ra à. Hổ hành bỏ vô cái bột lưới này nó. Không, mấy cái kia nó bít hết rồi không ra rồi. Rồi, chắc con không đến nổi lột đâu. Bỏ đại vô đi. Ra được thì cho nó ra. Ồ, anh đã một lúc. Thường nó toàn quay vậy đó. Nè, nó toàn vô rồi nè. Ê, nó có ăn mồi gì nè. Con này ăn con chuột cũng có bự đâu. Rồi con hành nữa nha anh em. Này chú mời chú bấy. Con buông ra này chú bấy. Chạy. Chỗ đó luôn. Rồi cái hàng vô con hành thì con hành được 2 lạng rưỡi không? 3 lạng thẻ luôn á. Vậy với con hổ ngựa vừa luôn ha. Chợ này thì hổ hành thì bầm xả, hỗ trợ anh thì hầm xả. Hổ ngựa một chảo. Rồi chỗ đây nè. Trời ơi. Ngay cái phích luôn, không có phích dám chui lên luôn lắm à. Đi ăn công phu được chứ. Ngày mai chắc tụi con xuống ngay chỗ đó à. Mày tụi con xuống cái khu dưới kia. Dạ. Chắc có đắng thì có ở liền à. Nãy mấy con này đào là mấy con trước đào là nó nằm giữa ruộng không à, gù gù giữa ruộng vậy đó. Dạ. Thôi giờ lắp lại mấy chú cháu mình đi vô nha anh em. Cái này đi tới đây được rồi. Quá rồi. Nặng chú bảy. Cái này còn mấy ký rồi chứ. Này còn 3-4 kg mà nên anh Đại khoảng 3 kg có. Để chút xíu vô tổng thì con bắt mấy con dạ là cho chú coi. Hết lần không? Con này lột này da nổi tóc tùm lum đó. Con nó mới bắt đó hả? Dạ con nó mới bắt cái da lột da đó. Cái con thì nặng hơn con 100 gram mà. Ơi, bậy mày. Thôi nói chứ bữa nay mấy chú cháu mình kết thúc đây nha anh em. Kết thúc ở đây. Ê Tám à. Thì bây giờ ngày nay đi được chắc chút mình bỏ vô mình cân lại coi nó được bao nhiêu ký nha anh em. Này mình bỏ vô mình cân là mình kết thúc video. Bị gì nó lột rồi hồi nãy đào trúng nó cái nữa. Cốm nữa ha. Cốm già nè. Mà mấy con này mập đã ghê luôn. Hình như 2 con này hình như 2 con cái không hay gì ta. Không chú bảy. mắt nó đục ngào rồi. Ừ, đục ngào rồi, nó vùi cái đầu kìa. Vùi cái đầu máu me không luôn. Con này đực nè. Thôi đực hả? Con này bị chuột cắn nè. Nè mình nhìn nó lưng nè. À nè nè đực nè. Nè đực sọc cái lưng này nè. Có nổi sọc lên hết à. Còn con đó cái quá. Con đó cái quá. Giờ anh đã ghê không? Đó, bỏ vô là bỏ mình tổng kết mình cân thử bao nhiêu ký. Một giờ luôn, đi từ sáng giờ đào cố đánh không thấy mệt luôn, tới 1 giờ không hay luôn. Không biết đói luôn. Một lưới này cái bọc giải này cũng nguy cơ nè. Tới nữa hả? Dạ nó không biết mệt. Dạ có là nó không biết mệt. Cái chừng đi mà ngày đi mà không có nản. Muốn đi về không à? À cần cái anh chú Bảy ơi, chú Mười ơi, cần cái này mình kết thúc không chú Mười ơi? Nhiều. Rồi 4 kg mấy được rồi. 4,1 kg. 4,1 kg hả? Đâu. Cái vậy 4,2 kg ông Vui. Thì mình tính 4,2 kg còn 4,1 kg. Trời ơi thế ghê cho 4 kg thôi tại mấy túi giải tổng nữa. Này vậy là về được nhiêu ký à... Dạ mấy con hỗ trợ anh đổi giờ cô không có bán, con không biết nữa. Dạ, tại vì ít khi nào có bán lắm. Ở trong đây nhà cậy được có con à. Nhà cậy được có con bọc à. Ừ, còn mấy con có mấy con thịt không á. Dạ mấy con thịt nó chứ chắc con kỹ chắc nó rẻ. Chắc 300-400 200-300 nha. Nghe nói hình như hỗ trợ này nó mua hình như là 400.000 ký. Dạ tụi con không có bán tụi con có biết. Cái thằng Hậu Hành hả? Thằng Hậu Hành cũng vậy nữa. Dạ. Ừ. Thôi giờ rồi. Tụi con chỉ nhờ được con hổ sáp trong đó hả? Hổ sáp được 9 hổ sáp được không hổ sáp về con ngâm rượu không à? Dạ. Thôi chào anh em kết thúc chú Bảy Mười ơi. Ôi, chào anh em luôn. Rồi chào anh em luôn nha. Rồi, có ông chú. Rồi chào tất cả anh em luôn, bữa nay mấy chú cháu đi quy học ngày gom lại được 4 kg rắn nha anh em.